Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày đầu năm mới giáp thìn, trong không khí tưng bừng đón xuân về, bà con ngư dân tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn hăng hái tiếp tục vươn khơi. Được biết, có hơn 1.000 tàu cá ở đây đã bám biển xuyên Tết. Bà con phấn khởi, mong chờ thời tiết tốt để thu về được nhiều cá tôm. Tuy nhiên, sang hôm nay, quý vị cần lưu ý, gió mạnh sóng lớn sẽ diễn ra trên nhiều ngư trường mà bà con đánh bắt. Cụ thể, khắp ven bờ từ Bình Định xuống đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, cảnh báo chiều nay gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh và sóng cao từ 2 đến 4 mét. Với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ra đến ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trong khi đó, ở Vĩnh Bắc Bộ, Gió Đông Bắc chỉ khoảng là cấp 4 cấp 5, trời có mưa vài nơi và trong ngày vẫn có nắng, tầm nhìn xa ở đây thoáng rộng trên 10 km, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Trên đất liền Trung Bộ, chiều nay từ Thanh Hóa đến Đồng Hới trời lạnh thế nhưng không mưa, chưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ không quá 22 độ C, thuận lợi cho người dân du xuân đón Tết. Còn từ Huế trở vào đến Nha Trang trời có mưa rào, riêng Phan Thiết chiều nay mát mẻ, tạnh giá và có nắng đẹp nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng 30 độ C, thích hợp cho người dân để tham quan du lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.